Nhân dịp anh Bùi Hồ đến đây thăm em cũng như là thăm quán của chị em thì em cũng không có gì hơn xin tặng cho anh Bùi Hồ cũng như tất cả cô chú anh chị trên Bùi Hồ TV thêm một lớp văn thiên tường với lại hai câu vọng cổ nữa để gửi tặng cho mọi người. Rồi, anh mời em luôn.
quá mùi luôn. Dạ. Rồi anh cảm ơn em luôn nha. Dạ.